của người theo Chúa. Chúng ta cần phải cầu xin để Chúa cho chúng ta một con tim mới, một tâm hồn mới, để chúng ta biết suy luận, chúng ta biết phân tách, chúng ta biết biết đâu phân tách và quyết định một cách cho nó chính xác, không có vơ đũa cả nắm. Ví dụ như vì người Việt Nam chúng ta, ví dụ như ai mà anh chị em nghe nó, người Việt Nam hả, tụi đó nó ăn welfare không à, nó không có đi làm gì hết á. Mình nghe mình có tức không, phải không? Có một số lớn người vì hoàn cảnh hay là vì lợi dụng welfare đi nữa, nhưng mà nếu mà họ, những người Mỹ mà họ thấy Việt Nam mình á, không, tụi Việt Nam á không làm gì đâu, ăn welfare không à, mình nghe như vậy mình có tức tối không, có tức không? Tức chứ, phải không ạ? Hay là nói ô Việt Nam hả, tụi nó là nó Mỹ, nó qua, nó đi qua Việt Nam, nó thấy mấy người đội nón lá ở nhà quê là nó kêu là VC, nó kêu là Việt Cộng hết, rồi nó giết cả làng người ta. Thấy ai mà đội nón lá mà mặc quần đen áo bà ba là Việt Cộng hết, phải không? Nó phải như vậy. Chúng ta cần cái sự suy luận, chúng ta cần phải phân tích, chúng ta phải cần xét cái lòng nhân từ của chúng ta, cái lòng Christian của chúng ta như thế nào, tự vấn cái lòng và chúng ta quyết định. Trong bài Thi Thiên hôm nay là xin cho chúng ta một con tim mới, đổi một tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta là tại sao chúng ta lại là như chúng ta ngày nay? Là vì chúng ta sợ, phải không? Chúng ta là những cái con người mà hay phản ứng, phải hay phản ứng một cách kêu là quơ đũa cả nắm, là vì chúng ta sợ. Chúng ta sợ. Chúng ta, tâm hồn chúng ta từng bị méo mó vì sợ hãi. Vì sợ hãi, vì giận hờn, vì hận thù, vì bị mất mát. Chúng ta bị đau thương. Và chúng ta bị nghi ngờ. Chúng ta nghi ngờ vì sao? Là vì những cái kinh nghiệm bất hạnh từ trước của đời chúng ta, thì nó rọi vào tương lai chúng ta, nó làm chúng ta nghi ngờ. Cũng như con chim mà bị đạn một lần rồi thì nó rất là sợ những người mà thấy những ai mà cầm cái gì giống như cái cục đó, nó phải cắn. Mà khi chúng ta để cho sự sợ hãi, sự giận hờn, sự hận thù, sự mất mát và những kinh nghiệm của chúng ta, bất hạnh của chúng ta làm méo mó cái tâm hồn của chúng ta, tâm hồn của một người Kitô hữu của chúng ta, một người Cơ Đốc nhân của chúng ta, thì chúng ta đã đi lạc xa cái vòng tay công chính yêu thương của chúng ta trên trời. Chúng ta cần Ngài tìm chúng ta, làm cho tâm hồn chúng ta bình yên trở lại trong tình yêu thương của Ngài. Khi chúng ta đọc bài này á, thì chúng ta thấy nghe là cái con chiên mà đi lạc đó là ai á, chứ không phải là chúng ta, phải không? Chúng ta là cái 99 ở đây nè, còn cái con chim mà đi lạc đó là không phải tôi rồi đó. Nhưng mà trong bài này ấy, chúng ta thử, chúng ta đặt lại chúng ta trong cái địa vị của cái con chim đi lạc đó đó, phải không? Chúng ta đặt thử coi, mà khi chúng ta đặt chúng ta vào cái địa vị của con chim đi lạc đó, thì chúng ta mới biết ơn cái người mà bỏ công ra đi tìm, kéo chúng ta lại với chân chính, làm cho tâm hồn chúng ta bình yên trở lại trong cái vòng tay yêu thương của cả bầy chiên, của người chăn bầy. Và vì như vậy cho nên trên trời cũng mừng rỡ là như vậy. Đó là cái tin mừng của cái bài phúc âm của chúng ta
hôm nay là khi mà tìm lại được con chiên đi lạc thì không phải là vui mừng bình thường, mà là mở tiệc ăn mừng, mời bạn tới ăn mừng. Đó là cái tin vui mừng mà chúng ta nghe được trong cái bài phúc âm bữa nay. Bởi vậy tôi xin nhắc lại, khi chúng ta cảm thấy muốn tha thứ cho một người đã từng gây đau khổ cho chúng ta, đó chính là lúc Chúa tìm lại được chúng ta như là người chăn tìm được một con chiên lạc, và Ngài sẽ vui mừng đón chúng ta trở lại trong tình yêu thương. Đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng đau thương, của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng ăn năn. Đức Chúa Trời ơi, lòng con đau thương thống hối. Đức Chúa Trời ơi, lòng con ăn năn thống thiên về những lỗi lầm và về những tội ô. Lòng con tin rằng Ngài không khinh dễ bao giờ. Đức Chúa Trời ơi, lòng con cay dâng lên Chúa. Đức Chúa Trời ơi, đời con đây nay thuộc Chúa. Nguyện thân của Ngài này thanh hoa tâm lòng con. Đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời con. Của lễ đẹp lòng Chúa Trời đó là tấm lòng ăn năn thống hối về những lỗi lầm và về những tội ô, và Chúa sẽ không khinh dễ bao giờ. Của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng đau thương, của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng ăn năn. Đức Chúa Trời ơi, lòng con đau thương thống hối. Đức Chúa Trời ơi, lòng con ăn năn thống thiên về những lỗi lầm và về những tội ô. Lòng con tin rằng Ngài không khinh dễ bao giờ. Đức Chúa Trời ơi, lòng con đây dâng lên Chúa. Đức Chúa Trời ơi, đời con đây nay thuộc Chúa. Nguyện thân của Ngài hãy thanh hoa tâm lòng con. Đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời con.